Hello mọi người, mình là Sao Anh. Ở video lần này mình mới giới thiệu đến cho mọi người cách mà anh em có thể nét được máu ở giai đoạn đầu game của mùa 13. Cùng mình xem đó là những đội hình như thế nào nhé. Để mà nét máu tốt, anh em phải biết được anh em tăng bằng cái gì và gây đam bằng cái gì. Ở mùa 13 này thì mình xin phép chia hàng trên của anh em làm 3 dạng. Đó là anh em có thể tăng bằng đấu sĩ, tăng bằng vệ binh và tăng bằng giám sát. Đây là cái tập hệ của các tuyến trên của anh em, có thể kết hợp với bất cứ nguồn đam nào ở phía sau, nhưng mà quan trọng là nó sẽ phù hợp với nguồn đam nào nhất. Cái nguồn đam phía sau thì ở đây mình cũng đã chia ra làm 5 dạng gây đam. Chúng ta có đam bằng võ sĩ lồng sắt, là có cặp đôi Raven và Violet, đam bằng tiên tri có cặp đôi Vết và Morgana, đam bằng pháp sư có cặp đôi Zira và Lux, đam bằng phục kích chúng ta có Camille và Powder, đam bằng bắn tỉa và chúng ta có Zeri và Maddy. Mình đang nói chỉ nói tới những con tướng 1 tiền thôi nha. Nghĩa là khi mà anh em lên được một con Yri 2 sao, anh em phải nghĩ đến trong đầu là mình phải bắt một con tướng vệ binh và không con nào khác ngoài con Sigurd 1 tiền. Rồi khi anh em lên được một con Trundle 2 hoặc là một con Step 2 thì anh em đầu phải nghĩ đến, nói chung phải có cái mindset là nghĩ đến những con tướng này á, để anh em có thể giữ lại tướng. Tương tự với Amumu cũng thế. Tiếp theo mình sẽ nói về cách để anh em phối hợp cái hàng trên này làm sao để ngon nhất với các tuyến sau. Thì theo kinh nghiệm chơi BB của mình thì nếu mà mình nếp bằng đấu sĩ nha thì mình thích sẽ nếp hàng sau của mình bằng bắn tỉa. Mình cũng có xếp ở đây, tại vì sao? Thì bắn tỉa chúng ta có hệ cảnh binh, là cảnh binh này của Step rất ngon khi mà đi với Maddy, kết hợp được rất nhiều hệ. Và hệ thứ hai đi với đấu sĩ ngon mình thấy đó là hệ của Powder. Khi mà Powder sở hữu tộc hệ tái chế cho anh phép anh em hack được thêm một đồ đi với trên đồ rất là ngon. Còn cảnh binh, còn vệ binh đầu game thì mình thường sẽ nếp bằng pháp sư, tại vì pháp sư này đi lên anh em xoay bài cũng dễ. Và thực ra nhé, cái phong vệ binh này đi với được rất nhiều phong. Nói trong 3 phong tăng này á, để mà nói một cách chính xác nhất thì mình nghĩ là khi mà anh em tăng bằng vệ binh thì nguồn đam phía sau của anh em rất là đa dạng, còn khi mà là giám sát hoặc là đấu sĩ thì nó sẽ là ít hơn, nhưng cũng không vì thế mà nó bị yếu đi. Khi anh em đam bằng tiên tri thì mình nghĩ vẫn là vệ binh. Khi anh em đem bằng võ sĩ lồng sắt thì mình nghĩ nó sẽ là anh phải tăng bằng giám sát, tại vì con Daedric và con Raven có kích thể chinh phục. Đấy, Đấy, khi khi mà mà anh em thuộc rõ các tộc hệ và anh em biết được nó sẽ đi đôi với nhau ngon thì anh em có thể biết được cách bắt tướng đầu game. Thí dụ anh em bắt vệ binh rồi thì anh em có thể nguồn đam anh em có thể rất là flex, có thể đem bằng bắn tỉa luôn, có thể đem bằng pháp sư, cũng có thể đem bằng tiên tri. Vệ binh là một tập hệ tăng đa dạng cho tất cả các bài, còn đấu sĩ thì ít, đấu sĩ và giám sát thì ít hơn. Sau khi anh em nắm rõ được tập hệ và các tướng đi kết hợp được với nhau rồi thì mình xin phép nói về trang bị. Đầu tiên là trang bị gây đam, trước anh em nhé. Nếu mà đầu game anh em có cuồng đao thì form nào ngon sẽ là form bắn tỉa. Nếu anh em đầu game có cuồng đao thì anh em nên nếp bằng form bắn tỉa, nếp bằng form Raven. Nếu anh em có Sojin thì anh em nên nếp bằng form phục kích, nếp bằng form pháp sư và nếp bằng form tiên tri. Đây là những đồ đầu game cơ bản. Nói chung là nó sẽ chia làm 2 dạng anh em, một dạng đem tay và một dạng đem phép. Tùy vào mảnh đồ của tên quái nó trả cho anh em là đem phép hay đem tay mà anh em sẽ quyết định là bắt những con tướng hàng sau nào lên 2 sao. Thí dụ nha, thí dụ như anh em được trả BF nước mắt gậy thì em nên bắt những con này, những con gây phép, tại vì anh em sẽ có Sojin. Tương tự nếu anh em được trả cung gậy và BF thì em nên lắp đếp bằng đem tay và lắp cuồng đao. Đây là những form đếp rất ngon em nhớ, đây là những con cầm cuồng đao rất ngon đầu game. Raven, Zeri, cả Zeri và Maddy đều ngon. Nếu mà con này lên 2 thì sẽ cho nó con đó cầm đồ. Tiếp theo mình sẽ nói về đồ hàng trên. Đồ hàng trên thì đầu game những con tướng tăng ngon đó là con Step tăng rất ngon, Yre và Sigurd đều tăng ngon, Amumu và Daedric thì con Amumu này sẽ là con tăng trâu hơn anh em nhé. Con Daedric này thì nó dạng kiểu melee thôi, dạng kiểu gây đam thôi. Thì anh em có bộ đồ tăng gì anh em cứ bước cho, thực kể cả trên đồ nó mà lên 2 thực ra vẫn tăng được, mà tăng cứng thì Step vẫn tăng cứng hơn. Thì đồ tăng đầu game thì mình nghĩ đơn giản là kiểu thú tượng, dép lửa, dây chuyền, tùy vào lobby, bút rồng gì đó, mũi nghi. Nói chung là có bao nhiêu đồ để bứt hết cho bọn nó tăng.
quan trọng cái đồ, quan trọng là anh em quyết định được là anh em đi lên để đánh nam phép hay nam tây đã. Mình nghĩ quan trọng là đồ đam thôi, còn đồ tăng thì mọi bài đều cần đúng không, cho nên mình nghĩ nó sẽ dễ xử lý hơn là đồ đồ đam. Ok, sau khi chọn được cho mình được form để bắt đầu game rồi thì quyết định đi lên đánh gì là quyền của anh em. Có thể chọn đánh reroll, có thể chọn đánh up cấp, có thể chọn đánh kiểu Exodia. Thì ở đây mình có là một phần sẵn một cái file về các đội hình anh em có thể đi lên đánh. Ở đây mình còn có cả ở đây mình có form Cogmore reroll, Chitauri reroll, up cấp đánh Hammer, đánh reroll gia đình, các bài reroll với loại siêu anh hùng, reroll rắn, reroll Nocturne, reroll trên đồ, reroll găng lăng, rất nhiều bài reroll ở đây. Và cũng rất nhiều bài up cấp đánh chuột, up cấp đánh siêu cô, up cấp đánh Lamessa, rất nhiều. Anh em có thể vào cái file này và anh em có thể triển khai đi lên. Nói chung là không nhất thiết phải pha giống phải là cái form giống mình, nhưng mà anh em sẽ nắm được là nó sẽ kẹp được những con gì, anh em có thể biến tấu tùy vào tướng 2 sao mà anh em lên được. Thì ở trong cái file này mình cũng có làm thêm một cái trang về các hiệu ứng đầu game, nghĩa là sao, nghĩa là con tướng nào có giảm heal, con tướng nào có trừ giáp, con tướng nào có giảm phát phép, và con tướng nào có thể gây CC, và những cái dị thường nào tạo ra hiệu ứng cũng như trang bị. Mình cũng đã nốt hết ở đây, anh em có thể vào cái trang này nếu mà anh em chưa thuộc. Anh em mới bỏ vào trang tiếp theo thì anh em có thể biết được đồ on nó sẽ ngon cho những con nào. Còn trang sau thì anh em có thể copy được cái code đồ hình và dán vào đồ hình chuẩn bị sẵn của anh em để không phải mất công chọn từng con tướng. Mình có sẵn hướng dẫn sử dụng ở đây, code thì ở đây, code ở từng đội hình. Anh em chỉ cần copy cái code này và vào game, anh em dán vào chỗ chuẩn bị tướng là anh em sẽ có sẵn một cái đồ hình chuẩn bị để anh em build theo thôi. Rất là đơn giản đúng không? Mình xin nói thêm về một số trang bị mà mình thích nhất ở mùa 13 này. Thì mùa 13 mình cảm giác cái Sojin ngon, cảm giác cái chùy ngon, đi chùy phản kích ngon, cảm giác cái kiếm súng ngon đấy, cảm giác cái diệt ngon đi. Này nó đang không phải cầm đúng tướng thôi nhé, mình chỉ diệt ngon này, diệt ngon này, huyết kiếm ngon này. Đấy, đây là những đồ mình thấy ở mùa này ngon, đặc biệt là cái chùy nha, cái chùy nha. Anh em cũng đừng quên lắp những đồ hiệu ứng để giảm máu, giảm kháng phép. Nhưng mà anh em cũng phải nên nhớ là bài mình có con nào giảm giảm rồi. Còn đồ tăng thì mọi người là anh em nên check lobby kỹ á. Tùy vào lobby thì anh em sẽ có thể cân nhắc lắp dép gai hoặc là bút rồng. Tùy vào lobby nha, có những lobby nhiều đam tây thì là dép gai, những lobby nhiều đam phép thì là bút rồng. Còn mấy cái đồ như kiểu mũ thích nghi, dây chuyền, thú tượng thì giáp máu là những đồ tăng thuần rồi đúng không? Đồ tăng thì mình không nói nhiều, quan trọng là đồ gây đam đi. Đồ gây đam á thì cảm giác là cái chùy OB. Và mình muốn chia sẻ thêm một tí kinh nghiệm của mình khi mà test BB ở test mùa 13 của ở server BB, đó là anh em nên chọn dị thường kỹ một xíu, tại vì rao dị thường là một cái rao khá quan trọng, nó không khác gì cái loại loại combat thứ tư của mình. Nghĩa là nếu mà anh em rao rao đó mà anh em chọn dị thường cùi, hoặc là anh em cái dị thường của anh em không nhiều giá trị lắm đó, thì gần như là anh em bị chấp một loại, nó sẽ rất thiệt khi mà anh em combat với các nhà khác. Và đó cũng là một số chia sẻ ngắn gọn của mình khi mà mình test ở server BBE. Mong là những kinh nghiệm này có thể giúp ích được cho anh em một phần nào đó để mà anh em leo rank tốt hơn. Nếu mà anh em thấy video này hay, hãy cho mình một like, một follow kênh, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.